Hợp đồng của anh á thì kệ anh đi, tôi không có biết. Giờ tôi đi về. Tôi đi đâu? Đi đâu đó? Chú. Ông kìa. Với cái hồ sơ xin việc này á, sao làm được kế toán? Ủa? Dạ sao vậy anh? Em học chuyên ngành kế toán ra luôn á. Với lại đồ án tốt nghiệp của em cũng được loại giỏi nữa. Sao có vấn đề gì hả anh? Nhưng mà công ty của anh những cái vị trí em xin á là bây giờ đầy đủ người hết rồi. Giờ chỉ còn có một chỗ thôi. Em chịu làm không? Dạ, vị trí nào vậy anh? Làm trợ lý riêng cho anh á. Dạ. Nhưng mà em sợ là em chưa có đủ kinh nghiệm chuyên môn để làm trợ lý riêng cho anh á. Em không cần phải lo chuyện đó. Chỉ cần em cố gắng, anh đảm bảo với em trong vòng 3 tháng thôi, anh sẽ dạy, anh sẽ cầm tay em, chỉ dẫn em. Chắc chắn em sẽ có một cái vị trí nhất định trong cái ngành này. Em hiểu ý anh chứ? Cái này cưng lắm đó nha. Cho anh hôn cái. Đúng rồi. Một chút đi gặp đối tác lớn quan trọng á, cẩn thận lời nói nha chưa? Em biết rồi, cục cưng hay dặn quá à. Buông này anh coi. Ai cho anh đụng chạm bạn gái tôi vậy? Ê, ở đâu ra vậy? Tưởng đi song song đến đây vậy? Còn động tay động chân nữa. Ly. Dạ. Ai đây? Dạ anh. Chắc hiểu lầm thôi, anh đừng có giận nha. Đây cũng là bạn của em á. Thôi anh để em giải quyết cho. Tưởng làm cái gì? Em đi làm việc mà vậy đó hả? Làm việc mà để cho cái thằng này nó ôm ấp, nó nắm tay nắm chân em là sao? Anh thôi đi. Tự nhiên bây giờ anh tới đây làm cái gì vậy? Hả? Nè Ly, em giải quyết xong cái chuyện này đi rồi gặp tôi. Một chút xíu đối tác tới rồi đó. Lần này có lỗi lầm á, đừng trách anh à. Dạ em biết rồi, em sẽ không có để xảy ra sơ sót gì đâu. Anh yên tâm. Đi ra coi. Anh thấy chưa? Người ta là giám đốc của em đó. Tự nhiên cái anh nhào nhào vô vậy à. Anh làm vậy á chẳng khác nào anh triệt mất con đường sống của em rồi. Anh biết đó là em phấn đấu biết bao nhiêu lâu mới có được vị trí như ngày hôm nay không? Anh là người yêu của em á, thì anh phải hiểu và ủng hộ cho em chứ. Anh là người yêu của em á, anh thấy cái này anh mới nóng lòng á. Giám đốc gì ăn mặc sang trọng mà không có ý thức gì hết vậy? Tự nhiên ôm ấp người yêu anh giữa đường hỏi sao anh nóng nóng. Ủa? Mà em thấy mấy cái quơ tay chạm chân như vậy á, nó cũng giống như là xã giao bình thường thôi. Anh làm gì anh căng quá vậy? Thôi anh không nói nhiều nữa. Bây giờ em nghỉ công việc rồi đi, anh nuôi cho. Cái gì? Anh đòi nuôi tôi hả? Trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Anh làm công ăn lương, anh nuôi bản thân anh còn chưa xong nữa, bây giờ anh đòi nuôi tôi. Nói mà không chịu suy nghĩ. Cái thứ quê mùa giống như anh á, không chịu tiếp thu thời đại mới thì thôi đi. Còn bây giờ á, cổ hủ như vậy, anh không xứng với tôi đâu. Đúng không? Nói gì nữa. Công việc của tôi là vậy đó. Chịu được thì chịu, còn không chịu được thì thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ. Em nói em muốn chia tay. Bây giờ tôi phải đi ký hợp đồng lớn với đối tác rồi. Tránh đường tương lai. Nhìn lại anh xem còn gì anh đâu bằng ai. Anh ấy có tốt hơn không? Có yêu thương em thật lòng? Vài dòng tin nhắn hỏi thăm em bật khóc. Người đừng xin lỗi nữa người ơi. Người đừng khóc như mưa rơi. À, vô đây mát liền. Sao? Muốn sao? Giờ đó ngồi đây cục cưng. Thèm thịt anh lắm rồi đúng không? Giờ thì làm gì tiếp theo thôi nào? Trời ơi! Hay quá ha!
Anh nói nghe nè, ráng phục vụ cho tốt. Cái hợp đồng này được ký hay không á là chăm sự nhờ về cục cưng đó, biết không? Là sao? Tự nhiên cái hợp đồng này được ký rồi chăm sự nhờ em. Ủa? Tới rồi, tới rồi. Ai gõ cửa vậy anh? Anh ba, nhậu chung với mình á. Cái gì anh ba? Thì cái hợp đồng ngày hôm nay à, có anh ba em ký được chứ, hiểu không? Là sao vậy? Tự nhiên cái này chỗ riêng tư của hai tụi mình mà anh kêu anh ba vô đây làm gì? Ôi, anh nói nghe nè, cái hợp đồng này á là nhờ em đó đó. Em cố gắng phục vụ cho anh ba tốt nha. Cái gì? Anh bị điên hả? Điên không điên. Tự nhiên anh kêu tôi phục vụ ổng. Không, tôi không có làm gì hết trơn á. Anh nói gì vậy? Tự nhiên anh nói anh thương em mà bây giờ anh kêu em phục vụ người ta hả? Sao anh đối xử với em kỳ vậy? Vậy thì em nói cho anh biết cái lý do anh đào tạo em để làm cái gì. Cưng à, thời buổi bây giờ không ai cho không ai cái gì đâu. Em hiểu không? Em phục vụ cho anh được thì em phục vụ cho anh ba được. Ngồi đây. Nè. Ngồi đó. Hợp đồng của anh á thì kệ anh đi. Tôi không có biết. Bây giờ tôi đi về. Ủa, đi đâu? Đi đâu đó? Cô phải phục vụ anh ba, không thì đừng trách tôi. Nằm im đó. Hey, anh ba, vô. Cái gì? Lâu quá vậy hả? Dạ, em để em sắp xếp mà. Sắp xếp xong chưa? À, xong hết rồi, ngon lắm. Nhìn à, nằm chờ sẵn luôn hả? Ừ. Bây giờ em có nói cái gì đó cũng ngủ ngoạn hết trơn. Chẳng phải chịu giờ anh em dễ lắm hay sao? Bây giờ em dễ quẻ, đâu có được em. Anh thích em nói rồi. Nghe lời anh, chịu khó chịu anh đi. Chịu anh em chỉ được hết. Anh ba. Tất cả đó. Anh ba. Anh hãy ngủ quá. Chúc anh ba ngon miệng nha. Anh buông tôi ra. Ông kia. Nó quay phim cả nữa. Tôi quay nãy giờ rồi. Phim cả mai. Nè, nãy giờ tôi quay hết bằng chứng rồi. Hai người dám dụ dỗ con gái nhà lành á, vô đây ký kết hợp đồng đúng không? Ai dụ dỗ cô ta? Là cô ta tự nguyện. Đây là một phần trong hợp đồng, một phần trong công việc. Ai ép cô ta? Không phải đâu anh. Em không có tự nguyện, em không muốn phục vụ ai đó. Là tại vì hai người này ép em. Em không muốn. Anh Hoàng ơi, cứu em đi, em sợ quá anh Hoàng ơi. Em bình tĩnh đi. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Em đừng có lo. Có anh ở đây rồi, không có ai dám đụng tới em đâu. Nè, tôi nói cho ông biết, tới giờ phút này á, ông còn xảo ngôn nữa hả? Tôi quay lén nãy giờ á, lúc mà ông với thằng này nhậu ở nhà hàng kìa. Tôi biết hết thủ đoạn âm mưu của hai người rồi. Đừng có hòng mà chạy tội nha. Dạ, xin phép hai anh cho em đi vô toilet xíu. Ừ. Dạ. Lấy dễ thương, lấy phép ghê ha anh bà. Bé này nó mới á anh bà, có điều hơi khó tính một xíu. Anh ba có thể nào lấy cái hợp đồng cho em giá cao cao xíu cho em dễ sống anh ba. Cái chú này quen biết với anh bao lâu, có khi nào mà anh để cho em út mới thiệt thòi không? Đối với anh cái đó không quan trọng, quan trọng là anh thích là được. Nè, chú ráng coi mà thu xếp cho cô bé đó phục vụ anh nha. Tôi nói cho ông hay, tôi á mà tung cái đoạn clip mà lên mạng một cái thì lúc đó nha, công việc, nhân viên, rồi vợ con biết hết. Xem lúc đó những cái hợp đồng lớn nhỏ của ông á còn tồn tại được hay không. Cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh. Tôi thật sự là nãy giờ tôi chưa có làm ăn được gì với cậu. Cậu bình tĩnh với cậu. Cô ta vẫn an toàn mà không sao hết. Đợi ông làm á, đợi ông làm đưa ông ra tò lâu rồi chứ không phải nói chuyện với ông nãy giờ đâu. Đi em. Anh ơi bình tĩnh. Ông nói liệu hồn đó. Cậu ơi, tỉnh lên ơi. Có một chuyện xíu cậu sắp chết không xong là sao? Anh Mai, thật sự là em cũng không biết. Em chỉ là muốn gài bé này vô trong cái bản hợp đồng. Hợp đồng cái gì? Giờ này mà còn hợp đồng. Hợp đồng bây giờ không có hợp đồng. Bỏ hết. Anh Mai chết em, anh Mai. Cùi với lại người chết nè. Cậu lo mà giải quyết cái clip đó đi. Anh Mai. Anh Mai.
Yes.